tháng cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu trong chơi những ngày đâu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa giáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn người một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước đi hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đâu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa giáng nắng dầm xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ ruồi mãi lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dậy bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên, bếp dưới vắng tên, đời dưới trong môi mòn ngoài kia mưa dầm. Cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa mưa giông cho, mưa heo gió mèo cây cầu. Cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuôn nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng. Bó mặt dòng sông nên không có sao hè. Con dần ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm dài. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dậy bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Trên bếp dưới vắng tanh, đời với trong môi mòn ngoài kia mưa dầm. Cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa cứ mưa hoài, đi thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá
gì đó, thấy không? Ngon không? Làm vậy chi? Cung này làm gì? Đỡ mở đi, mở cổng đó hả? Rồi ăn hết đi mở. Hả? Ăn hết đi rồi mở cho mẹ mở chứ sao? Đất có lẽ chồng đâm lừa cổ. Rồi phải đâm chứ vậy? Đâm cổ luôn rồi. Ơi hiền quá. Ngoài nói chuyện nghe xã hội đen ghê nha. Ai làm nữa kìa. Ăn đi không? Đâm chém rồi. Phun rồi phun dơ quá trời luôn kìa. Lên mặt luôn. Dính nè, dính nè. Dính tùm lum rồi nè. Nè. Thấy không, thấy không, thấy dơ không? Trời ơi, không. Cái mặt thôi kìa, bởi vậy kìa, bởi đây cái mặt kìa. Không quá rồi. Mấy cái hết cắn đau chưa? Vậy bây giờ mình uống thuốc nha. Uống cái tiền không? Nha. Uống thuốc nha. Mình chắc là kém như vậy. Uống thuốc nè, uống thuốc nhưng uống thuốc đừng đôi lần lỗ nha. Nha. À, không có phun nha. Bà ngoại làm selfie với con ngoại. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ngoại, ngoại, ngoại làm selfie với con cười cái cơ hả? Câu gì
Làm gì gì xương xương làm gì làm dữ quá xương cốt đi hết giống gì rồi ai con là ai cáo hả dạ cáo luôn cũng cháo luôn cháo ngoại cháo gì đưa sao cháo ngoại cái gì sao gì râu nhiều hả ngoại ngoại này sao thử đó hả râu nhiều này đâu có râu con có râu nhiều nó còn trẻ không có râu nó còn trẻ không có râu con già rồi có râu hả hỏi ngoại giống bác Hồ hỏi ngoại giống bác Hồ con lớn hơn tại con có râu con lớn hơn đâu có phải cạo râu à cạo con không có anh, cạo râu anh ở giờ anh không có cạo cái út không học chưa út tao còn lớn hơn út là gì mười á đâu có út của ngoại còn nhỏ tuổi hơn con á nhỏ tháng hơn lớn hơn con á không út của ngoại nhỏ tháng hơn con út bằng tuổi tí con tuổi tí con cũng tuổi tí nhưng mà không con tuổi tí nhưng mà con lớn tháng hơn con lớn tháng hơn bởi vậy con mới có râu nè con già hơn con mới có râu út của ngoại đâu có râu phải không con lớn hơn thành nữ con mới có râu nè con lớn hơn con mới có râu à ừ à ui dạ ngoại nhìn ra con là ai dạ ngoại ngoại à ai đây nè mặc cái đèn lên rồi đây ngoại nhìn có ai kìa ai nè ai nè ai nè ngoại ngoại nhìn có ai nè ai nè ngoại ai kìa ai nè ai ngoại nhớ ai không ai chị hai đúng rồi chị hai là Phượng Phượng là con gái của Hà Thị Chánh. Hà Thị Chánh là con gái thứ tư của ngoại. Là cháu của ngoại. Cháu ngoại. Cháu. Cháu ngoại. Là Phượng. À, cháu ngoại. Vậy. Ngân xíu. Ông này già quá thì chỉ xíu rồi. Ăn ít trời ơi. Nhỏ bề cao mà bề ngang dạ. Dạ. Anh lớn quá. Ăn ít quá đó, nhỏ xíu à. Anh này anh ăn hết trơn rồi, anh dành ăn hết trơn rồi cho nên anh ăn hết xíu rồi. Đi chạy vòng rồi đi. Anh này ảnh dành ăn hết trơn rồi. Đi chạy. Chắc là cái mừng cái sách đi. Đi cái kì chưa dần vô quá bác. Dòng vô Tam Quốc thì giờ đây hết. Bác đang ngồi chỗ đi chi tạo nghĩa gì. Giật cái sách đồ mừng chạy. Giật dân sách đồ là mừng chạy. Giật thúng đồ không giật chạy. Ai giật ngoại giật đi lang thang tội nghiệp. À người ta bán hàng ngồi tội nghiệp quá. Mình giật thúng đồ để như vậy. Cái này chân phải ngoại rồi đó. Xin hỏi ngài là ai? Chắc không phải ngoại rồi đó. Dạ thấy vậy bác lên là 15 năm. Bác 12 năm. Bác mua giùm. Mua giùm. Bác chỉ phải chấp được. Mua khẳng tay. Bác
ta có tiền ra được. Dạ biết. Người không có tiền để cho mình đi qua la rừng bé. Dạ phải, con hiểu nhưng mà không gật đầu phải. Không, phải nói hiểu chết liền ở ngoài. Quay con làm gì? Quay phim cho ngoại. Chụp hình. Để dành làm kỷ niệm. Ngoại. Ngoại cười đi. Đang chụp hình ngoại đó. Đang chụp hình ngoại nè. Nó phải tập, tập cái lưng. Ngoại tập cái lưng cho ngoại. Cho ngoại khỏe rồi sau đó ngoại nằm. Ngồi tí xíu chút nằm nha, một tí thôi nha. Rồi. Ngồi thẳng lên lên, ngồi thẳng lên lên. Ngồi thẳng lên lên, đúng rồi, tốt. Tốt. Ngoại nói chuyện đi, nói chuyện với mấy cậu, nói chuyện với Út không? Ngoại, ngoại muốn nói gì với Út ngoại không? Nói đi, nói với Út đi. Ngoại, ngoại không muốn nói chuyện với Út không? Gì mời không? Út, Út. Trời ơi, thúi hả Thơm? Con trai cưng. Con trai cưng của tôi. Thúi hay Thơm? Vì con biết lên ba thằng trai. Ba thằng con trai. Con gái. Bốn đứa con gái. Nhớ kỹ không? Đẻ đã thế. Sao bà đẻ nhiều thế? Bà ngoại đẻ nhiều quá. Ba thằng con trai. Hỏi mấy đứa cháu ngoại. Bốn đứa con gái. Thằng con trai lớn tên gì? Tên gì? Thằng con trai lớn tên gì? Tên Thông. Hà Văn Thông. Thằng kế tiếp là Hà Văn Thái. Thằng kế tiếp nữa là Hà Văn Hậu. Bốn đứa gái. Bốn đứa gái. Ơi. Ba em trai. Rồi, bốn đứa gái. Gái đầu là Hà Thị Bảo. Xong rồi Hà Thị Chánh, đúng không? Sao tới cái tên đó cái khẩn. Hà Thị Ngọc Lợi. Xong rồi Hà Lệ Thi. À, Út. Tao nhớ Út sao? Lệ Thi là Út. Xong rồi ngoại có mấy đứa cháu? Ngoại có mấy đứa cháu? Mấy đứa? Ngoại có mấy đứa cháu? Cháu ngoại. Chánh đường hệ. Ngọc Lợi hả? Ở bên Pháp đó. Sắp về. Về lại Ngọc Lợi. Ngọc Ngọc Lợi sắp sửa về thăm ngoại. Út đi rồi. Út đi rồi, lấy máy bay đi rồi. Út về thăm ngoại, ngoại đánh Út quá, Út bỏ chạy rồi. Con trai. Con trai. Cháu ngoại. Không dám đâu. Cha trẻ dữ. Bà có mấy người cháu? Con trai Út. Con trai Út. Bà có mấy người cháu? Cái chân chập á. Con trai hư. Con trai. Con nhỏ. Mẹ mẹ con đó. Mày á. Ừ. Thì cái lớn rồi nhờ. Bỏ đi, kiếp đi. Bỏ, thay đi người kia lại trai, bỏ làm quê. Quê đấy là à. Bỏ lại được. Hiểu chết liền đó. Không hiểu hả? Nói chú Phúc. Nói chú Phúc. Nói hay quá. Nói còn nhỏ là hả, theo mẹ. Theo mẹ lớn lên á là theo người ta chạy đi theo bỏ mẹ. Hư lắm. Con đâu có hư. Con gì vậy? Con đâu có hư, con ngoan lắm đó. Ai ngoan? Con ai ngoan nhất? Ai à? Đây đúng không? Đây ngoan nhất rồi.
Ai? Thấy không? Con đâu có làm gì ngoại con, phải không? Ở đây là ai? Đây làm thứ gì? Ai? Ngoại, biết con là ai không? Mày nhớ con là ai không? Mày nhớ con là ai không? Bùm! Ngoại biết con là ai không? Hả ngoại? Mày nhớ con là ai không? Đứa nào? Bạn nói lớn, không. Nói nhỏ quá. Giống Tư Lùn không ngoại? Cho nằm chút cho nằm chút quá rồi chút xíu lại giờ con vỗ lưng cho ngoại nha. Nằm chút có mỏi nhiều không? Không có, không phải nằm chút máu chạy nằm chút cho máu luôn không đẹp xí. Ngoại uống nước nè. Ngoại uống nước nha. Một miếng nữa, một miếng nữa. Quyền hai chứ. Một miếng nữa nè. Bánh ngọt. Dạ. 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 Đem ra cho ẩm cho anh họ. Một miếng nữa đi, một miếng nữa đi. Một miếng nữa, một miếng nữa, một miếng nữa. Sao không được? Uống đây, nè ngoại uống miếng nữa nè. Bà ơi, uống nhiều nước là nói chuyện nha. Uống nhiều nước là nói chuyện nha. Chuỗi chân ra cho máu nó lưu thông nè. Nè. Quay phim, quay phim, quay phim. Ngoại biết con là ai không? Ngoại ngoại nhìn nè. Ngoại con của luật sư. Đây, cái này quay phim lãnh tụ 284 Hòa Hảo. Con của luật sư. Đại lãnh tụ. Hả? Đại lãnh tụ. Con của có không vậy? Ủa? Con của luật sư. Chồng có mấy cái em không biết đâu bỏ chồng. Quay phim đang quay phim cho đại lãnh tụ. Về cho lãnh tụ tư coi. Không. Đây là đại lãnh tụ ở doanh trại gì giống như là đại doanh trại, còn bên kia là chi nhánh lãnh tụ của chi nhánh chi nhánh nước ngoài. Chờ ngoài chờ chốn ngoài tổng bí thư tổng này là giống như là tổng tư lệnh. Ngoài biết ai không? Đem kiếm. Người kế bên ngoài là ai? Ai? Đem kiếm. Anh nói là ai? Tổng mở là bốt không. Tổng tư lệnh nè. Tổng tư lệnh nè, đó. Rồi, sao? Ngồi đây đi. Chị Vịnh nha. Thấy ai không? Nè ngoại. Bà ơi, Phượng con của bà luật sư tên gì? Hả, tên gì bà luật sư á? Chánh. Tên Chánh hả? Nói lướt lên đi. Hỏi ngoại có nói chuyện với Chánh không? Tên Chánh. Tên Chánh phải không? Còn Út của ngoại tên gì? Còn đứa con Út tên gì? Ai? Đứa tờ con gái Út tên gì? Cái gì mười? Con Dư. Đó. Thứ mười là tên gì? Rồi bất tử. Rồi là từ từ nhớ đi. Thứ lành chết. Lành Ngọc Trái. Ngọc Lợ là vậy thì. Bốn cô gái. Rồi. Rồi còn ba cậu con trai của ngoại là ai? Tên gì? Ba người con trai tên gì? Ai? Ba người con trai của bà tên gì? Dạ, cha con. Không. Ba người con trai của bà Tư á tên gì? Bốn đứa con gái tên đúng rồi, còn ba người con trai nữa tên gì? À, lung tung. Lung tung. Không Thái Hậu. Quá giỏi. Không Thái Hậu. Quá giỏi. Không Thái Hậu hả? Thâm Thái Hậu. Giỏi quá. Ba thằng hả? Ồ hay quá ha, có ba cậu hay quá ha. Ba cậu mà đặt tên là Thâm. Nhớ. Bà ngoại biết anh Dũng không? À. Dũng. Hỏi anh Dũng này nè. Này Dũng vợ. Mắt kiến vô đây. Rồi đem mắt kiến vô. Đem mắt kiến vô cho thấy rõ. Đây đeo mắt kiến với tổng lãnh tụ.
Đi vô đi coi, nhìn coi có ai ngồi đây. Để mất kiến vô nhìn coi bên này ai ngồi trên bàn. Thấy được rồi, thấy không? Không? Để vô thấy không? Giống là hả? Tổng lãnh tụ không? Rồi đây đây nè. Thằng này tên gì đây? Tổng lãnh tụ, tổng lãnh tụ. Ai? Đứa nào đứng đây? Đứa nào? Nghiêm chỉnh, thăm nghiêm chỉnh. Thái Hậu ba lần. Rồi bà ông không Thái ông Hậu. Rồi con người này. Người này là tên gì? Thấy rõ chưa? Bảo. Bảo. Quá giỏi. Cái gì Bảo? Còn con. Con tên gì? Ông đang Bảo. Chánh Bảo rồi. Còn con. Còn cái ông đang ăn có bệnh nó tên gì? Con tên gì? Coi cừ à. Đây coi cừ. Ai ngồi ông bệnh? Ai? Cháu ngoại. Ngoại con của bà luật sư đúng không? Bà nhớ coi con gái tên gì? Cháu ngoại. Cháu ngoại tên gì? Cháu ngoại tên gì? Cháu ngoại tên cháu ngoại á Lan. Lan đâu Lan? Hồi nhỏ ở với ngoại đó. Hồi nhỏ ở với bà Tư đó, nhớ không? Lan. Bà ngoại tên bà nội Huệ. Bà ngoại Lan. Bà cháu ngoại. Có hỏi bà nội tên ngoại không? Đâu biết tên bà nội tên gì. Nào nào để mất tiếng cho thấy rõ không? Muốn đi hả bà ngoại? Thấy muốn rõ. Đi hả? Hả? Rồi về ai ngồi ghế bên đây? Hả? Ai nè ngoại? Nhìn ra này ai? Bà này là bà nào? Ai? Cất. Hả? Cất cửa vũ. Cục cất cửa vũ sao trời? Đúng rồi. Đúng rồi, cục cất đúng. Cục cất rồi. Con có vũ hả? Thông mà. Thái. Hậu. Rồi. Lỡ. Lỡ. Bốn nữa. Sao bốn đứa còn nữa? Con nữa, con người này là coi ai? Con người này là ai? Con người này nè, ngồi trên bảng nè. Ngồi ở đây nè. Muốn đi đâu quá. Muốn đi đâu quá, đi đâu? Đi đâu vậy mà lâu? Đi xuất ngoại hả? Hay xuất... Đi đâu mà lâu? Xuất ngoại. Đi xuất ngoại mà chưa nhập cảnh hả? Nó đuổi về phải không? Đúng không? Nó chưa không cho nhập cảnh, nó đuổi trục xuất về nữa lại phải không? Phải không? Đúng không? Mới ngồi chơi với con chút đi rồi con chút xíu mình nằm rồi mình đau lưng thì thẳng cái lưng lên thẳng. Bà ngoại, bà ngoại có đi tay không? Có đi tay không vậy? Đi không? Có đi tay không? Đi đâu? Đi Pháp. Đi qua thăm mấy đứa con, chịu không? Ừ. Sao vậy? Dạ. Sao thì mình sao thấy mẹ? Mình đi máy bay. Đâu có đi bộ đâu. Hả? Đi máy bay mà nhanh thấy mồ luôn. Chứ không đi sao hai chân sao đau. Để đây mất tiếng hả? Để đây, cắt cho, để đây. Bỏ túi. Thôi, mà ngoại thay, mà ngoại bắt đầu rồi má ba. Nè, bà lấy bà bỏ túi nè, bà bỏ ở đây nè. Thế bà ngoại kìa. Nè. Biết từ xếp cái mắt kiến lại. Mắt kiến rồi định bỏ vô túi. Bỏ túi mò túi hoài mò không được. Vậy đó. Cái áo này không có túi, bỏ vô đây nè. Bỏ vô bóp nè. Hôm nay bà ngoại tiến triển một nè, cách. Bỏ, rồi, mở ra bỏ vô bóp đi. Mở vô kéo ra bỏ vô vậy nè. Rồi, tự nha mày nhét vô đi. Đó, thấy chưa? Banh ra thấy chưa? Đó, nhét vô, thấy chưa? Hay không? Đó. Thấy chưa? Bỏ vô cắt đó, thấy chưa? Rồi kéo thấy lại. Chưa? Đó. Thấy không? Cái bây giờ cử chỉ bà ngoại chính xác rồi, thấy không? Rồi, còn cái này nữa, kéo lại. Kéo này lại, cắt. Để rớt. Bỏ túi. Này kiếm túi bỏ. Kiếm túi bỏ vô. Thì nói ra đi. Ai vô trong đó nói đó ai đó nói ai tên gì mẹ nhớ coi quên rồi cha ngoại đang nói nha. Thằng này thấy quen đem mất tiếng chưa?
quen không? Con nhỏ con nhỏ thề ngoại mà không nhớ tên. Nè đem mắt kiến vô coi tên gì, đem mắt kiến vô giờ mặt nó đi, đeo vô, đeo vô thử đây. Đây rồi tự mở ra đeo vô đi. Đúng rồi, đeo vô đó, thấy chưa, biến mở nè, đeo vô nè, thấy chưa. Rồi đeo vô rồi ngước mặt, ngước mặt lên dòm coi tên gì, nói cho chính xác. Đây đó, bên đây là tên gì, tên gì, thấy chưa, tên gì. Rồi sai rồi, để đeo mắt kiến vô chi rồi giờ nó là đấy ảo quá. Này có một thằng à, có một người à. Cái này là cháu ngoại. Con chị này, con chị này, chị này. Để chị nhiều quá mất công. Để gì? Để chị nhiều quá mất công. Thiệt ha, để nhiều quá nhớ nhiều mệt. Nào, chút xíu đi ngồi, chút xíu đi. Rồi chờ chút xíu nữa rồi con đứng. Rồi chút xíu nữa đi. Rồi thôi thấy không, rồi rồi từ từ. Nó cẩn lên. Bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ.
là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời là nơi chốn quay về. Có thêm một kinh nghiệm là phải làm mẹ. Cái sen tuy ở đằng sau trong ngoại mà chị đừng trẻ nhiều mẹ ra là... như chuối trên cây sao gió lấy mẹ à, giờ không có tháo nữa thấy không phải một hy vọng là mình sẽ thành công lấy mẹ mai dùng. Còn phải một tội lắm ai ơi đôi cơm khát nước người nào đôi cơm khát nước biết người
mới là làm mùng cười. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi ra thêm mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng ngoài vỗ tay. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân tới mẹ thêm tuổi mới, con mừng tuổi mẹ. Lúc còn sốc nữa đâu. Ngoại, quay video nè, nói chuyện đi ngoại. Đó, tôi làm đó. Ủa, ngoại có mấy người con vậy? Ngoại có mấy người con? Hỏi Ngọc Lợi. Ngọc Lợi, ngoại đợi Ngọc Lợi gì hả? Bà Tư ơi, ngoại tốt đó, ngoại chống đi. Đứng dậy đi đi ngoại. Hả? Ngoại để chân xuống dưới đất về là tốt. Bà mới ngồi à, cho ngồi cho tốt ha. Ai kìa ngoại, ai kìa, ai đứng trước ngoại vậy? Đây nè, ngoại ngước lên đi. Nè, ai vậy? Ai vậy? À, cút. À. Ngoại biết ai không? Cháu ngoại. Tốt quá, một người tốt quá, mốt rồi cho bà đứng rồi ha. Ngoại, ngoại chống tay lên đùi nè. Chống tay lên đùi ngoại nè. Nè, ngoại chống tay lên đùi ngoại nè. Đó, ngoại dịnh vậy đó. Ê, mai mốt cái giường này xuống thấp nè, để ngoại để hai chân xuống, ngoại chống. Có, có, tại chứ, tại không, tại vì từ đó giờ, quyền tưởng là không có xuống thấp được mà. Có, tôi xuống thấp được mà. Xuống thấp rồi, ngoại xuống giờ xuống để mốt để chân về nó thẳng hơn rồi cái kia. Ngoại biết ai không? Ngoại biết con là ai không? Ngoại biết ai không? Từ 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 từ. Bà ngoại đang ăn bánh liêu. Ngoại. Ngoại. Từ từ để ngoại nuốt hết á, nuốt hết cái đó đã. Ngoại đang ăn bánh ngọt gút tê. Ngoại mỏ gì? Thì đúng rồi. Hay là để cho nghe nhá. Đúng rồi. Vậy biết tại sao rồi? Bà làm chút chút. À, ăn không? Chưa, chưa, bà ngoại chưa. Trong kia còn, trong miệng bà ngoại còn. Bà nhai hết bánh đi mà mới nằm xuống được nha. Bà ơi, bà ngước đầu lên. Ngoại bóp đi. Nè, ngoại bóp đi. Nè. Đó, đi nằm. Ăn hết bánh đi rồi nằm. Ừ, bánh nè. Con bánh là vô. Ngoại ăn bánh không? Trời, tôi cho bánh nè, bánh lươi nè. Ăn hết nửa cái đó, ngoại nhai đó nha. Nè ngoại. Bánh nè. Bà ơi, ăn bánh đi rồi hết đi rồi. Ngoại, bánh. Ăn hết nửa cái bánh á. Vậy là ngoại nhai được á. Rồi từ rồi á. Rồi chống.
chút nữa cho ngoại ăn thử cơm. Dạ. Cầm nãy quay chưa được, rồi. Quay uống chút thôi. Uống thêm nữa. Uống thêm chút uống nữa thôi. Chút nữa. Chút nữa. Một miếng nữa thôi. Chút thôi, miếng nữa thôi. Bà ơi, uống thêm một tí nữa cho nó rồi sạch. Rồi mới cho nằm. Sạch cổ họng rồi cho bà nằm nha. Rồi, quay uống chút đi rồi uống cho ngoại nằm. Ngoại uống đi. Ngoại uống đi, uống, uống hoa là đó. Nhắc lên ngoại uống. Ô là la bà ngoại giỏi quá. Đó, uống hết bánh để như vậy cho ngoại nằm. Hay quá. Rồi. Kha vô ngoại. Rồi, cho bà nằm. Nước lên. Rồi. Hả? Bánh mì kìa. Bánh mì thịt nè. Nó đề chữ gì? Bánh mì thịt nè ngoại. Quỳ nó chớp chớp cái màu đỏ. Nè, cầm bánh mì thịt đi. Ngoại, ăn bánh mì thịt đi. Rồi, cầm xé bánh mì thịt ăn đi. Bánh mì thịt á. Gì vậy? Hả? Bánh mì thịt. Bánh mì thịt ngoại. Nó cầm đi, lát thôi, rửa tay rồi. Ngoại, cầm cắn ăn đi. Đấy, bánh mì thịt nè. Bánh mì thịt. Ăn thì tự cầm xé ăn đi, đi khỏi mất công. Cầm xé ăn. Cầm đi. Cầm luôn. Vậy. Dính thòi dính chùm luôn. Nè, bánh mì nè. Chảy máu đâu? Bánh mì thịt cầm chảy máu đó, bánh mì thịt đó cầm cắn ăn đi. Là đúng rồi. Cầm ăn đi nè, bánh mì thịt nè, thấy không? Đúng không? Bánh mì thịt nè. Mua một ổ luôn đó, rồi ăn cắn ăn từ từ đi. Rồi đưa miệng cắn ăn đi. Rồi cắn, cắn, cắn ăn đi. Rồi ăn đi. Bánh mì. Hay bánh mì, muốn mì đó cho tôi ăn á, cắn ăn đi nha, cắn từ từ nha. Ngon ngoại. Bánh mì thịt ngon không? Ngon ăn được không? Ăn được thì ăn hết, xé nữa ăn nữa. Cái chảy nằm ở đây. Cái đó cái cùi. Cầm cái dễ cầm. Ăn cái này đã lụa cánh. Mỗi bánh chỉ có kia không không. Đó, ngon không? Bánh mì thịt ha. Đó, rồi xin mua bánh mì thịt là muốn bánh mì thịt tới nhà. Đó, thấy không? Bụng mà. Ăn ha. Ăn ha. Con ăn ha. Ăn vô để như vậy dầu thơm nó có mùi hơn ngoại. Nó đầy đủ ngũ vị hương, đủ thứ. Thì ngoại, nguyên cục bự đó mà. Đó, bà cắn mà, bà biết bà cắn bà lừa ra mà. Thấy chưa? Bà muốn ăn đi. Ăn xôi đi, giỏi. Nhớ nhai nha. Nhớ nhai nha. Giỏi quá. A xôi giỏi quá ha. Rồi. Ngon không? Kê, kê, ngon không? Xôi ngon không? Ăn xôi giòn ngon không? Quay ăn xôi giòn ngon không? Tại bên kia mới nghe. Mày ăn xôi giòn ngon không? Xôi giòn có ngon không? Chị ba lại ngồi đi. Rủ lại ngồi à. Ráng nữa không? Ăn nữa không? Mà ăn nữa không Út? Ê, ăn gần hết rồi ha. Có chút xíu. Mà ăn nữa không Út? Mà ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn xôi giò nữa không? Mà ăn xôi giò nữa không? Ăn nữa phải không?
coi ai coi. Mấy, nhìn coi ai kìa. Nhìn coi. Mấy, nhìn coi ai kìa. Mấy kệ để mày ăn. Ăn ngon không? Quay có ngon không? Ngon ha. Ngon ha. Lâu quá rồi mới được ăn đó. Mà chắc không ăn mà nhiều đâu. Đợi thì đó. Trước khi một chén mà mẹ cho bà ngoại bà ăn một chén cơm đó, không biết chừng nào mới xong. Trước trước khi là phải tập ăn cho ăn chơi vui vui thì được. Đó, nhưng mà ăn từ từ. Nhưng mà cử là cử tránh mà. Dạ. Quay phim. Quay phim lên truyền hình. Dạy. Dạ. Rồi, múc vô. Múc đang từ từ cho ngoại bao quay. Nấu cháo đặc. Mà múc ớt ít cơm cho ăn từ từ nhiều. Chứ ăn bụng lắm nhiều. Ngon, ngoại ăn nữa không? Ăn nữa không? Thôi vậy chứ bộ bụng ăn cơm chứ hồi không ăn gà, không ăn cháo nữa. Thì bà ăn này bà no, bà phải ăn cháo. Phải trong lên. Phải, không phải nghiêng, phải chụp lại để nó đổ. Rồi. Đổ nè, mày ăn nè. Mày ăn đi, rồi để đổ. Qua ngoài ăn đi. Qua nè. Mẹ con. Đây là bà ngoại. Mẹ của anh Vũ. Mẹ của con. Nè giờ quen đi, mà muốn quen nè. Không có gạt được. Mẹ cơm xôi á, xôi nãy á. Xôi ngoại xôi nè. Muốn xôi ăn. Múc xôi. Trên phòng này nhiều khi là dính hai người đó, phải sợ xa ra chút nha. Dạ. Nè mày ăn đi, mày xoay. Xoay. Xoay nè, mày giờ mày muốn mày ăn đi. Múc ăn. Múc ăn đi, để nguội. Cơm để nó nguội. Cơm nè, mày ăn cơm đi để nó nguội. Cơm đi để tới ngồi. Trang cậy cơm. Cơm. Không gạt nè. Cơm, ngồi ăn đi. Muốn ăn. Muốn cơm để nó đổ á. Thôi nó đổ lên giường. Để nó đổ lên giường. Bây giờ mày ăn hết đi rồi để. Chứ để giờ nó có này nè, mà để lên giường là nó đổ lên giường tùm lum hết trơn. Ê, phút tiếp ngoại.
Không tiếp đi, không tiếp ăn tiếp đi. Không ăn tiếp. Có gì là mỗi lần cho bà ngoại ăn biết mới hiểu là tại sao bà ngoại la lối ông sùm, tại bà chị dở mà cứ bắt cho ăn mà la ông sùm không bằng lòng rồi là vậy. Quay mẹ cắt cục luôn. Rồi, con múc lên đó, mày múc lên. Múc lên đèn. Bà ngoại hay tự múc đó. Bà ngoại cho mình múc, nhiều khi bà ngoại đổ cái ra, bà ngoại múc ra lại. Chứ cái sao bà ngoại múc không có nhiều, múc có chút xíu. Cầm cái chén. Rồi.
Rồi kể chuyện hồi xưa cho nghe. Mình thấy đèn chói vô mắt quá. Ai á? Ai? Chụp hình lưu niệm. Rồi xưa qua xưa lại té không? Rồi ăn, lót cái khăn lên, đúng rồi đó. Đúng không? Đúng ý chưa? Rồi múc đi. Lịch sự quá. Tỉnh táo rồi. Cái này mới ướt nhẹp à. Coi rồi ông đội là coi có lợi rất nhiều ở đây. Ừ, bởi đâu có phước đâu không? Mình có phước. Bốn năm đứa trao đầu trai á. Cháu hoài hẹp bên. Có phước quá ha. Cháu hoài nó ra thì hiểu không? Cháu lợi ở đây. Trước nhà rồi cháu nội cháu ngoại vậy là cháu ngoại ra rìa phải không? Cháu ngoại là không thừa không ra rìa buồn lắm á, đi bỏ luôn á nha. Ăn đi cháu nội cháu ngoại, cháu nội cháu ngoại như nhau hết đó, phân biệt quá là không phải giải thích trời chơi ra rồi giải thích đi không biết thì chạy đi đứa im này gì giải thích cho nghe con còn người gái. Đúng rồi người gái thầy con còn còn ông đội con phải kêu ông đội đúng ông đội không chắc đội ra liễu khổ mà quên cháu ngoại cháu ngoại với cháu nội cũng như nhau không có phân biệt nó tội nghiệp cháu ngoại. Cháu ngoại là cục vàng mà nha. Cục vàng đâu cháu ngoại gì cũng như nhau hết trơn á, phân biệt vậy là tội nghiệp đó. Cha là mẹ người ta không hiểu cơ quan đáng liệt mình phải giải thích giải thích cho nó hiểu nó nói cháu ngoại. Rồi thấy mấy chị với anh mà đợi mình đợi được mất thiết thì thế à. Thì mấy chị kêu anh người dây là không có cho cái gì vậy. Đúng rồi phải kêu biết vậy. Biết biết là không phải mình cái chị không cho nó kêu theo chúng nhau là cháu đợi người đó cũng bị mờ ngoại. Thôi ăn đi, nói riết rồi nguội hết rồi chê dở. Sao sáng nay nhiều chuyện quá. Ăn rồi, ăn đi. Ăn đi để nguội á. Ăn rồi, đưa cao đi múc ăn đi để đổ. Ngon không? Ngon không? Sao thấy mặt hơi nhăn nhăn vậy? Ngon không? Hỏi coi ngon không mà sao? Ngon không mà mặt ăn thấy nhăn quá vậy. Nhiều quá, nhiều quá không ngon hả? Mình còn răng hả? Mình cái lộn chơi bữa gạo. Này bột chứ không phải gạo. Bột gạo. Bột gạo. Nó nhiều quá. Nó phải gạo hộp. Để mà tôi thích ăn hộp phải không? Ai à? Ai à? Không biết gì ai à? Nhỏ không biết cái ăn rồi thấy ăn mẹ không giống ai hết á. Mày đường mày hẹn mày ăn đi thôi ăn đỡ đi rồi mai nấu cháo họ mai nấu gì kìa hả mai nấu khác ăn ha. Tại biết sao tưởng răng cỏ bà Tư hết rồi đau mày già mấy bà già như tên bại răng thiếu không đủ ra không đủ bởi vậy ăn ra rồi ra thì bởi vậy mà ăn vậy nè hút luôn nuốt luôn đúng rồi nuốt trọng nuốt trọng chứ răng cỏ đâu mà nhai rồi múc đi múc ăn đi tới quả kêu con sáp mà bảy quá trời chín ngàn nghe gì nghe kêu cậu mà cậu con sáp mà bảy á ông ơi ơi con cho con cháu ăn sao nha. Đúng rồi. Thôi giờ ăn đi. Rồi ăn đi. Rồi ăn đi sao nói nhiều quá.
Thì bây giờ bà ngoại ăn trước nè. Ăn đi bây để ngồi. Con cháu này nó mới ăn nè. Đúng không? Không cho ăn trước nữa nha. Rồi không cho ăn trước nữa. Rồi đúng. Đút đây, đút lên để ăn đi. Đút đi để nói chuyện riết rồi ăn đi. Đó, tự đưa lên. Đó, mốt ăn trước đi, ăn sau. Ngồi lâu lắm. Rồi là ngồi hồi mỏi cái rồi nằm ăn chưa hết nữa. Rồi, miếng thứ hai. Đưa lên miệng đi. Giỏi quá. Ăn nhớ ăn cho nhớ hết nhau. Thục My nó nói sao bà mẹ nói chuyện bà ngoại như là nói chuyện gì vậy không? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời, ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xoay tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ, bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Đừng khi thi thơ con trôi qua rất mong, ước chi con mẹ mai sau
sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, câu sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ say ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ, bước chân vững vàng khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ, nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhớ mấy mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về, ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày. Bé con hồn nhiên bên giấc mẹ, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Nghe ngoài đó không? Nghe ngoại nói không? Nói gì? Ngoại nói rằng là ông ngoại, ông bà ngoại học dốt, không có tiếng thơm, ráng cho con đi du học để có tiếng thơm lây. Có phải vậy không? Đi du học đó. Có phải đi du học để có tiếng thơm lây? Con biết vừa bà ngoại hồi đó là em nấu xin xa học lữ bán. Nấu xin xa học lũ bán. Bà ngoại hồi đó nấu xin xa học lũ bán. Như vậy là để nuôi con ăn học à. Vậy là ngoại là một người mẹ rất là thương các con, phải không? Lời đâu có bệnh
bà Tư Trầu. Phải cái Tư Trầu. Bà Tư Trầu. À, bà Tư Trầu là lại. Dạ. Con có bà Tư Trầu người là cũng học qua thầy giỏi. Con của bà Tư Trầu học qua thầy giỏi. Mấy giờ hồi đó thì trai xong không có cảm thấy còn bày bên trai có làm cho vậy. Vậy là ngoại hãnh diện không? Ngoại hãnh diện vì các con ngoại học giỏi không? Rồi khuyến khích, khuyến khích con với sẽ chỉ vậy thấy rồi làm kỹ sư giáo sư ai mà khi mà đi chào gì yếu yếu và chào lấy tiền lại nuôi cho điểm khí rất to đi học rồi để con có làm đây vậy cái đó thiếu gì đâu à. Học chữ tích cực ở dưới lại này hóa già Tuy Hòa ấy. Anh Tuy Hòa ấy. Anh Tuy Hòa là ai vậy má ba? Anh Tuy Hòa là ông ngoại. À, anh Tư Hòa là ông ngoại. Ngoạn. Anh Tư Ngoạn là ông ngoại. Rồi ngoại kể tiếp coi. Ngoại kể tiếp cho con nghe đi. Rồi sao nữa? Chuyên gia. À. Bà ngoại em có chị cha lâu. Xấu hổ. Không có gì xấu hổ, bán chị cha lụ không có gì xấu hổ. Bà ngoại ra làm giáo sư vậy hả? Ông ngoại đi bán chị cha lâu, có vậy hả? Lưu cho khí hết cho. Ông ngoại làm giám thị ở trường. Bà ngoại đi bán xin xa hột lụ để nuôi các con ăn học, trở thành kỹ sư. Bác con phải đi học, rửa về, không có giúp gì vậy, không có qua vô rồi ra, qua những giúp, không có học, rồi phải là vậy, rồi là vậy, con bây giờ lấy và cực khổ kiến thức cậu với con gái học rửa tôi làm cũng làm thanh là sung sướng cháu cứ làm vô kiến thức cho sao con cũng hết con cam thân con cam thân mẹ lắm thôi lúc ngoại con trẻ kéo cái thành xuống ngoại bán sinh xa hồng lụi có cực không kéo cái thành giường có cực không kéo cực khổ không dũng kéo thành giường xuống đi nói lại đây người ta lại muốn kiếm già ở nhà bà chị chào người ta là chị họ chỉ liền hả họ chỉ ngoại liền bà Tư Trầu hỏi bà Tư Trầu ở đâu hỏi bà Tư Trầu bán sinh xa hồng lụ ở đâu là người ta chỉ liền mình tạo con ra mình phải nuôi mình tạo đó cái đó thích chạy chạy rồi đi ra thích chạy rồi sao bà ngoại đẻ nhiều thế sao bà ngoại đẻ nhiều dữ vậy sao bà ngoại đẻ nhiều dữ vậy nhiều con quá vậy thôi năm đó đi ngoại 19 tuổi 19 tuổi chồng. Có chồng ra con con ai mười 21 mình mỗi năm đứa đâu có ở đâu cách nhau 3 năm ai cũng
Ủa ngoại về ở sớm nay ở đường nào vậy? Ngoại nhớ không? Đó đi đây và đi chào Gió Thị Lan là vú bà Tư Trầu. Gió Thị Lan là ngoại, bà Tư Trầu cũng là ngoại. Tư Trầu và Gió Thị Lan. Mà tại sao người ta kêu ngoại là bà Tư Trầu vậy? Tại sao vậy? Tại ngoại ăn trầu á. Ai sẽ ăn trầu. À, bởi vậy nên người ta mới kêu ngoại là bà Tư Trầu. Đấy à. Tại đi ra cái tay Mỹ vẫn ăn trầu như thế. Đi làm như tay với Mỹ vẫn ăn trầu như thường. Mỹ à đó phải đau đi đây. Ngoài không qua Pháp là không phải không? Đức thầy mới thấy bà này bà mà nuôi chồng nuôi cháu đi ra cửa sổ những em đi cho hợp để chăm sóc nhà già những ai thật và thế lấy về là giàu lại là giàu ăn cây ở đó thì họ thấy nước vải đi ra qua những chảo gì con chồng bốn vợ năm ba bốn đứa tại thấy ba đứa bảy trai gái bảy đứa trai gái vậy chứ mấy người con trai mấy người con gái của ngoại tên gì? Gái ra làm hả hả mấy người con gái của ngoại tên gì? Hà Thị Bảo, 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 Trắng, Trắng, Thi gặp lại bốn người con gái. Rồi mấy người con trai? Thảo, Thảo, Phong, Thái, đúng không? Ba người con trai Thông, Thái, Hậu. Bốn người con gái Bảo, Chánh, Ngọc Lợi, Lệ Thi. Bảy đứa. Bảy đứa. Vậy chứ ngoại có mấy đứa cháu ngoại? Ngoại có mấy đứa cháu ngoại? Lệ Thi. Không, Lệ Thi là con của ngoại. Đó thì cũng không phải. Nó là con gái của ngoại. Lệ Thi là con gái út của ngoại. Phượng. Phượng nè. Cháu ngoại. Cháu của ngoại. Cháu của bà Tư Trầu. Dũng. Dũng. Dũng đây đây đây. Dũng nè. Cháu của bà Tư Trầu luôn. Không. Còn ai đây? Cháu cố của ngoại nè. Dạ, ngoại cháu ngoại đâu không nhớ rồi đến cháu cố nữa. Con nữa, cháu ngoại anh. Còn cháu ngoại của anh nữa. Ai lần có bà nhanh đổ quá vậy. Nhanh đổ quá vậy. Nhanh đổ quá. Bây giờ ngoại nghỉ, ngoại uống sữa nha. Rồi sau đó nói chuyện tiếp. Ha, ngoại uống sữa nha. Vậy không có chuyện ở đây. Con
chụp hình hả? Ngon không? Ngồi xích vô, ngồi xích vô, ngồi xích vô để té nha. Ăn đi. Ai? Rồi ông ăn, ăn rồi. Dạ, dạ ăn rồi. Ăn đi, ngon không? Bóc ăn đi, bóc đi. Để lâu lâu cứ cho bà Tư đi chút này chút kia, cái bà Tư ngồi ngồi có dịp ngồi đây. Cái ông gì ổng nói phải cho ngồi ăn nhiều, ăn cho ngồi ăn là mới khỏe. Bà Tư nói không có la. Ăn rồi, ăn no rồi. Ai mà có ta?
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong. Khói đốt đồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn người một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi gian ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao chai bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ chơi những ngày đâu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những
dân nắng há thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin nắng há thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu no.